Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Ngày 20 tháng 8, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định hiện hành, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 1 đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, chi trả qua tài khoản ngân hàng, từ ngày 2 đối với hình thức thanh toán tiền mặt. Do thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng với dịp lễ Quốc khánh, nên Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 như sau. Đối với hình thức tiền mặt, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chi trả tại tất cả các điểm chi. Từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 9, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu điện trung tâm. Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng người thụ hưởng từ ngày 4 tháng 9.